nay tôi có ăn cơm nước gì đâu, chứ có trời giờ không ăn cơm. Dạ? Giờ không ăn cơm nước gì mà không sao, giờ không đói. Nguyên tháng không ăn cơm luôn? Cả tháng nay tôi có ăn cơm, trời đánh liền á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì đang ở huyện Cao Lãnh đó cô bác quý anh chị. Trên cái quá trình mà chạy về á, Bùi Hồ gặp một ông cụ tóc rất là đẹp luôn. Và cái việc mà ông cụ hàng ngày là ông cụ cũng phải đi nhặt ve chai như thế này nè. Và Bùi Hồ mới có hẹn cụ đi lại vô uống cà phê để hỏi thăm cụ. Cụ ơi, bây giờ con với cụ đi đi vô quán ngồi nha. Thấy không? Quán bên đây nè. Nha. Dạ, cụ chia sẻ lúc trước là cụ là tu sĩ ha. Rồi con cụ qua nha. Con chào cụ. Con chào cụ. Con chào ông. Ông năm nay nhiêu rồi? 90 chẳng rồi. 90 chẳng hả? Ông uống, ông uống gì con kêu hả? Ông uống nước gì? Tôi uống gì cũng được, tôi không uống gì không. Ông uống gì con gọi cho ông. Thôi được rồi, cả tháng nay tôi có ăn cơm nước gì đâu, chứ có trời giờ không ăn cơm. Dạ? Giờ không ăn cơm nước gì mà không sao, giờ không đói. Nguyên tháng không ăn cơm luôn? Cả tháng nay tôi có ăn cơm, trời đánh liền á. Ủa? Ủa sao không ăn? Mà không đói. Bởi vậy hả? Họ mới coi thì út già không ăn cơm. Là nguyên tháng nay ông không ăn cơm luôn? Ừ, cả tháng nay không ăn cơm, trời giết thôi chứ. Ông tu luyện hay vậy? Hả? Ông tu luyện hay sao? Thì đó cũng ở chùa, thấu quê là chùa tụng kinh vậy kia đó. Dạ. Còn bây giờ lớn tuổi rồi cũng hết nổi rồi. Dạ. Nhưng mà ông luyện cái tu luyện hay sao mà ông không ăn cơm? Tại không đói, tại không đói à, không ăn thì không phải ai không cho. Tại không đói hả? Không đói sao chừng á. Rồi có uống nước không? Thì nước thì uống. Gì cũng uống chứ mà cơm cũng ăn. Ông thường uống nước gì? Thì nước gì cũng uống được hết trơn á. Tôi cho ông một cái chai Dr. Thanh nha. Thì cũng được, có gì chứ. Cô ơi, cho anh ta chai Dr. Thanh nữa. Dạ. Không có giới khác gì người ta, dạ không có. Trước đây ông tu ở chùa mấy năm? Hồi đó ở chùa mấy chục năm rồi chứ. Hồi 30 tuổi rồi ở tới chừng vô chùa mà ấy quán ấy rồi tôi mới về đó. Rồi, rồi ông tu nhà ông có gia đình không? Hả? Ông có vợ không? Có vợ, bởi vì không, tôi không ở chùa được á. Chứ phải tôi không có vợ thì ở chùa rồi. Dạ. Ông thầy tôi cũng thương tôi, là không biết hồi kiếp trước thầy cha con cha thầy, mà kiếp này cho thầy thương con quá. Dạ. Phải chứ mà con không có gia đình á, thầy bắt con nấu, thầy nấu cái chùa này nè, là hồi đó ông thầy đó chưa vô chùa, ông thầy vợ đó chưa vô chùa đó, mà tôi ở chùa á. Dạ. Mình phải nói lớn lên thì ông mới nghe rõ. Hả? Ông có mấy người con? Tôi 9 người con nè. Dạ. Trai gái 9 người, 4 trai 5 gái, 9 người con. Rồi ông tu bao lâu rồi ông rời khỏi chùa? Thì tôi đó tu rồi cái bắt quân dịch tôi ở chùa luôn, tôi không ấy nữa. Ở chùa đó giờ luôn? Ở luôn vậy đó. Rồi bây giờ thì ở nhà cũng lo tu hành chứ còn không có làm gì chứ. Ông tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Đạo Phật giáo hả? Không có đạo Phật giáo, chứ không Hòa Hảo. Theo bên này Thiền Lâm. Thiền Lâm. Là ông tu được bao nhiêu năm rồi? Thì tôi tu lâu lắm rồi. Hồi tôi vô chùa đó thì trước ông thầy chủ gì bây giờ đó. Dạ. Tại vì con đi đường con gặp ông mặc cái áo của nhà sư nè, con đổi nhà tu nè. Ừ, bởi vậy vẫn đồ nhà sư không à. Dạ. Tôi mai đồ nào đó cái mấy chục bộ vậy á. Dạ. Mà con thấy cái tướng đi ông đẹp quá, với lại tóc gương mặt của ông á. Ừ. Ông để râu vậy luôn hả, đó giờ luôn hả? Thì râu mới để sau này, nay cũng 2-30 năm mà. Dạ. Vài chục năm rồi. Dạ. Tháng nay là ông không ăn cơm luôn? Cái tháng này không có đói khác hết trơn á. Rồi chỉ uống nước thôi hả ông? Thì nước thì uống, gì nước thì uống được trơn á mà không ăn nè. Về nhà ông vẫn tu tại gia? Tu tại gia. Bà còn không? Hả? Bà còn không?
bà còn sống hay mất? Em mất lâu lắm rồi, nó mất nay 30-40 năm rồi. Tôi ở vậy tới giờ. Dạ. Con thấy ông đi lượm ve chai hả? Ừ. Ngày nào ông cũng đi lượm hay sao? Thì lượm chai gì mình bán kiếm tiền. Ngày nào ông lượm từ mấy giờ đến mấy giờ? Thì đâu có nhiêu. Dạ. Thì bán mua nhiêu rồi trả nhiêu cho chứ tôi đâu có bán tiền qua gì. Ngày ông bán được khoảng nhiêu tiền? Hả? Ông bán được khoảng nhiêu tiền? 5-3 ngàn hay cái gì. Rồi tiền đó ông sử dụng làm gì? Ừ. Hả? Tiền đó ông sử dụng làm cái gì? Không biết sao. Tiền đó ông sử dụng làm việc gì? Tiền đó ông sử dụng làm cái công việc gì? Đâu có làm gì đâu có tiền. Ý nói con nói là ông bán nước á. Ủa ông bán cái chai đó. Rồi tiền đó ông để làm cái việc gì? Thì làm gì làm ấy. Thì cho con cháu này kia cho con làm gì. Dạ. Đa số cho con cháu đa số. Dạ. Chú uống đi. Dạ. 90 tuổi rồi đó cô bác quý anh chị. Ông pháp danh của ông ở chùa là gì? Hả? Cái pháp danh ở chùa của ông là gì? Minh Định. Thích Minh Định. Thích Minh Định hả? Ừ, thích Minh Định. Dạ. Tu mấy chục năm rồi, bây giờ tự nhiên nghỉ ăn luôn hay là có điềm báo nào ông nghỉ ăn? Hả? Tự nhiên ông nghỉ ăn luôn hay sao, hay có điềm báo nào mà ông nghỉ ăn? Nói không nghe. Tự nhiên ông nghỉ ăn cơm hay sao? Thì tại không đói không ăn à, chứ đâu có ai cấm khải gì đâu. Có ai ngăn cản gì, tại mình ăn không đói. Không nói hả? Ừ, không đói khác trơn á. Nó mua bún tôi ăn tối ngày mà treo chú ăn một bữa không đủ. Mà tôi ăn tối ngày không hết cái bún đó nữa, đổ bỏ là chừng 3-4-5 bữa, 5-10 bữa cái thùng mà tròn mà lớn vậy mà cao vậy nè. Đầy thùng vậy đem đổ bỏ cho tôi đâu có ăn uống gì. Dạ. Mà biểu định mua cậy đó. Mà cứ mua hoài à, nó sợ đói nó mua hoài mà mình đâu có đói, nó có trời không đói khác vậy. Nó thế. Nhìn ăn sáng nay vẫn không đói khác, đi đứng ngoài đường bình thường. Ừ, đi đứng bình thường nha. Không bệnh hoạn luôn. Không có bệnh hoạn hết trơn á. Khỏe ru à. Khỏe ru à. Ừ. Ông đói xin giờ ông ăn chay luôn hả? Thì ăn chay rồi đó, giờ ăn chay không chứ có ăn gì. Mà bây giờ ăn 59 năm rồi đó. Ăn chay sao? 30 tuổi thì bắt đầu ăn tương, tới bây giờ là 59 tuổi rồi đó. Là lúc đó ông ăn không được hay sao? Ông ăn mặn không được hay sao? Hay là tại ông tu ông ăn chay? Không có, tại chùa, vô chùa ở ăn chay vậy đó. Ông có vợ năm ông bao nhiêu tuổi? Có vợ rồi đó, mới 20 tuổi có vợ rồi. 20 tuổi có vợ rồi. Ừ. Ông ở với bà đó, bà bao nhiêu tuổi bà mất? Rồi bà ở, bà lẽ là 8-9 đứa con gì rồi bà chết rồi. Ông không làm cái công việc khác mà ông đi lượm cái này, không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Trời ơi, tại tôi ở nhà không có làm gì mà ở nhà không được. Ở nhà không được hả? Ông có thường đi qua vùng núi ăn vào vùng An Giang không? Ít đi lắm, bây giờ ít đi, hồi đó đi tùm lum hết trơn, giờ ít đi lắm. Hồi đó ông thường đi núi nào? Hả? Hồi đó ông thường đi núi nào ở An Giang? Hồi đó đi còn sốt chỗ nào? Cô bác quý anh chị thấy ông thích pháp danh là thích Minh Tịnh không? Minh Tịnh hả? Thích Minh Định. Minh Định, thích Minh Định. Ông có một Định. Cái hàm cơ râu tóc rất là đẹp luôn. Nghỉ ăn cơm luôn rồi. Tôi ngày xưa tôi làm phước người ta, tôi bó tay chân người ta, gãy tay gãy chân tôi bó người ta đó. Ồ. Tôi bó đó người ta xèo xèo vô, ngày bó cả 100 người vậy đó. Người ta lại xèo xèo vậy đó. Tôi bó là phước không chứ không nhận tiền, ai nói có phật là bà cổng lấy xu nào ai chân á. Họ cho biết nhưng mà không nhận. Rồi sao vậy? Tại không ăn tiền mà không nhận nữa.
nói có trời Phật không có nhận ai phương là chân pháp mà cho tôi không thấy té tuột cái dây chạy xuống đám chầm cái quỷ chạy xe không ra nè, té tuột cái dây lên ở dưới mà Mỹ Hiệp biết tôi gành lắm, cái chở lên cái tôi sửa mượn hai nhỏ bệnh tôi đẩy cụp lên nhảy lên cái xương lên sập cuốn này nè, tôi đẩy lên cái cụp nhảy lên cho 200 đô tôi cũng lấy ai tiếc cự chết nè, 200 đô la tôi cũng lấy á. Tôi nói có trời mà cái nghĩ không biết tôi nào ai chân á. Ngoài ngoài cái trị mà tay chân ông còn trị được bệnh nào nữa không hả? Ngoài sửa tay sửa chân ông còn trị bệnh nào nữa không? Không, bệnh đó à, chữa bệnh đó à. Còn sơ gan cổ trướng chỉ thuốc uống cũng hết nữa, đủ thứ trơn á. Sơ gan cổ trướng 10 người theo bác sĩ 10 người chết hết 10 đó, mà chị 10 người không chết người nào hết trơn á. Người nào uống hết, hết luôn lên, uống hết nãy vậy. Sơ gan cổ trướng lên bác sĩ chị cũng được mà mình chỉ hết. Ồ hay quá. Ừ. Ông qua lúc trước ông có học nghề thầy thuốc gì không? Hả? Ông có học nghề thầy thuốc gì không? Không, không học nghề thầy thuốc. Tôi không có hút thuốc nam này kia, tôi không có làm nghề đó. Nhưng mà sao ông trị được? Chị không, chị đâu có trị thuốc nữa, chị bó tay chân ta đâm thuốc bó thôi chứ đâu có ấy gì đâu. Đâu có trị bệnh gì, gãy tay gãy chân được đó. Bây giờ ông còn trị không? Hả? Bây giờ ông còn trị không? Giờ dạy học trò mà sao giờ nghỉ, tôi mới nghỉ nè. Chứ em dễ gì đâu nghỉ được. Mà lại một ngày ổng dưới mấy trăm người vậy á. Nhà ông hả? Thì mà lại bó. Nhà ông hiện giờ hay sao? Không có nhà ta. Ờ, học trò của ông ha? Dạy học trò bó. Nó bó làm phước, dạy cũng nhiều người lắm mà mấy người kia làm ăn tiền phước tiền người ta cảnh cảnh vậy rồi, rồi bây giờ dạy mấy người không ăn tiền nó mới còn mà mấy người ăn tiền nghỉ hết trời làm phước không à, tiền bạc cho biết nhiêu tôi cũng nhận. Mặn mà tiền họ lén họ để trên bàn thẩu mà trong mấy tôi mặn ngoài ngoài rồi chừng nào thấy là gió bay với 50 trăm bay ra là như tụi hỏi ai mất tiền bán này kia nọ mà mình đâu có tiền đâu mà mình ấy biết rồi họ không có rồi sau rồi tôi nói cái trời rồi tôi nói là họ mấy rồi sau số tiền đó tôi lấy 1 triệu 2-3 triệu bạc vậy đó, cái tôi lấy với 50 trăm không rồi tôi đem cho mấy người mấy lại bó tay chân tôi bao cho người 150 cũng cho hết cho sạch luôn không ai nhận hết tôi cho hết. Sao ông không nhận hả? Sao ông không nhận tiền đó? Tôi không nhận tiền, nói có trời Phật không nhận, mình bước cũng nhận tiền tôi cho người ta hết trơn à, mà nói có trời Phật cho cháu ngoại lại nó chứ không cho nữa, cho người dân này chứ không cho cháu ngoại nữa. Sợ nhân quả hay sao ông hả? Ông sợ nhân quả hay sao? Không có, mình không xài số tiền đó mình nên cho người ta chứ mình để cho cháu ngoại mình cũng như mình xài cái gì. Rồi hàng ngày ông tiền đâu ông xài hả? Tôi đâu có xài tiền bạc gì, có xài gì đâu, ăn uống gì đâu mà xài. Lúc trước tiền đâu ông xài? Thì tôi có xài sẻ gì, con cái nó ví dụ nó cho ngày tôi ăn có một bữa mà ăn đâu nhiều thì nó cho ăn bữa cơm này kia đó vậy đó thôi, tôi không ăn người ta ăn tối ngày 2-3 bữa không có, còn bây giờ không ăn một cơm nào hết trơn á, khỏe ru à. 90 tuổi không ăn cơm mà vẫn sống thọ. Ừ, không ăn có mấy tháng nay rồi mới mới à. Ông có tu tập không hay là tự giờ động vậy? Tự trời định vậy chứ tôi có tu gì đâu, có làm gì đâu, đâu có tập cái nghề gì hết trơn á. Tôi không có tập gì hết mà tại vậy à, tại không đói không ăn nè, không ai ai cấm cản gì đâu. Ôi con thấy ông dáng vẻ ông của lúc nãy con đi ngoài đường, con thấy dáng vẻ ông là một tu sĩ và gặp cái tướng của ông, dáng mạo của ông rất là đẹp luôn. Ừ. Đặc biệt là cái hàm câu của ông á. Ừ. Khó người có được á.
Nhà ông cách đây xa không? Xa cũng chung thế nào mà khu cư mình chung thế nữa. Ồ xa ha. Ừ. Lên tới quỹ ban, gần quỹ ban vô á. Ồ. Tôi vậy thiếu gì à? Dài không? Ừ. Chút đi ông nghỉ ngơi tí xíu đi. Thôi được rồi, để thả thiếu đi. Nghỉ nghỉ ngơi tí xíu ăn mát này. Để thì được rồi, để cứu về. Nghỉ đi, tí xíu rồi. Thôi được rồi, thiếu đi. Nghỉ đi ông. Thôi được rồi, để cứu về chú ơi. Cứu gì? Con gửi cho ông ít tiền. Thôi được, thôi gửi gì đi. Thôi đi. Thấy ông cô bác của anh chị. Con gửi trong đó ít tiền à, vậy cho vậy cũng cảm ơn không nha. Dạ mua còn vậy đậu đậu những cái nghe nè vậy em có phước. Dạ dạ ông nữa có phước lắm đó. Con hả? Ừ. Ông nhìn tướng con có phước không? Ừ. Chú có phước à, nhưng mà ông nhìn con có phước không? Ừ. Bye bye ông nha, cho ừ. Con lấy cái mít nha. Dạ. Ông con chào ông nha. Xe để con dắt ông qua được. Ôi nhìn ông y gan là một ông bục luôn á. Ông quay lại cho con nhìn cái không gặp ông ơi. Ông có xài điện thoại không? Đúng rồi, điện thoại. Dạ cách đâu xài như này. Ồ hữu duyên gặp ông ha. Ừ. Hẹn gặp ông. Ờ. Hàng ngày thì ông cứ đi lượm vậy đó cô bác của anh chị. Đó, mình thấy ông đi dọc đường vậy đó. Ông lại đi nữa rồi.